Đậu Kiều, nam chính mờ nhạt đổi đời nhờ ái nữ trong song bài Hà Si Liên. Đậu Kiều sinh năm 1988, là diễn viên thực lực được yêu thích tại Trung Quốc. Anh có ngoại hình tốt, tính tình hoạt bát và không có nhiều tin đồn xấu, là tiêu biểu cho hình tượng diễn viên trẻ tài năng hướng về phía trước. Thế nhưng, sự nghiệp của Đậu Kiều vẫn chưa thực sự bạo hồng, xứng đáng với năng lực diễn xuất mà anh đang có. Bắt đầu gia nhập vào làng điện ảnh vào năm 2010, tuy nhiên từ thời điểm đó đến năm 2016, Đậu Kiều chỉ đóng phim điện ảnh nên khán giả không chú ý đến. Nổi vì đóng vai phụ nhưng đảm nhận vai chính lại nhạt nhòa. Từ nhỏ Đậu Kiều đã cùng gia đình sang Canada định cư. Anh có ước mơ trở thành nhà tạo mẫu tóc, vì thế đã dành 3 năm sang Anh du học. Nhưng từ khi đoạt giải quán quân trong cuộc thi tài năng Sunshine Boys năm 2007, Đậu Kiều quyết định sẽ ra hướng sang diễn xuất và trở về Trung Quốc học tập, lập nghiệp rồi chính thức bước chân vào showbiz. Điểm khởi đầu của Đậu Kiều khá cao khi anh liên tục được tham gia vào các bộ phim điện ảnh đình đám như Chuyện tình dưới gốc cây sơn trà, Kim Lăng thập tam thoa, Đại truy bổ, Khuynh thành chi lệ, Quan hệ nguy hiểm. Trong đó, bộ phim Chuyện tình cây táo gai đóng cùng Châu Đông Vũ đã mang đến một tác phẩm cực kỳ xuất sắc, lay động người xem. Cũng từ bộ phim này mà Đậu Kiều và Châu Đông Vũ được ví là tiên đồng ngọc nữ mới của màn ảnh xứ Trung. Vai diễn này đã giúp Đậu Kiều từ một con số 0 được nhiều người biết đến và giành nhiều giải thưởng cao. Thế nhưng, những dự án sau đó của Đậu Kiều lại không được thành công như mong đợi. Anh lại trở thành cái tên không mấy nổi bật trong làng phim dù tài năng có thừa. Có thêm một bước tạo đà vững chắc, những tưởng Đậu Kiều sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trong thời gian tiếp theo. Thế nhưng nhiều bộ phim anh đóng sau đó đều bị ngâm khá lâu, tiêu biểu như Hải Thượng Phồn Hoa, có nguồn tin cho rằng anh bị phong sát. Còn những bộ phim được chiếu như Thời Gian Đều Biết, Cửu Châu, Hải Thượng Mục Vân Ký cũng có nội dung nhẹ nhàng không mấy ấn tượng. Phải tới năm 2017, khi Đậu Kiều nhận vai Yến Tuần trong Sở Kiều Truyền, thì tên tuổi của anh mới được phổ biến rộng rãi. Đây cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên của Đậu Kiều trên màn ảnh nhỏ. Song anh còn ghi điểm hơn cả nam chính Lâm Canh Tân với khả năng diễn xuất biến hóa khôn lường. Sở Kiều Truyền là một trong những bom tấn truyền hình năm 2017. Sự thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên lên hàng sao và được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, vai diễn Yến Tuần của Đậu Kiều chính là nút thắt của bộ phim đã đẩy mọi chuyện lên cao trào. Một thế tử Yến Tuần hiền lành bao người ngưỡng mộ đã phải chịu nỗi đau mất cả gia đình rồi trở nên độc ác. Sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật đã được Yến Tuần thể hiện vô cùng xuất sắc. Nhiều người còn đánh giá vai Yến Tuần còn nổi bật hơn cả nam chính Vũ Văn Nguyệt của Lâm Canh Tân. Bộ phim đã trở thành bước đệm cực tốt để Đậu Kiều lấn sân sang cả mảng truyền hình. Thời Gian Đều Biết. Hợp tác cùng Đương Yên trong Thời Gian Đều Biết, Đậu Kiều trở thành nam chính nhưng lại lu mờ bên cạnh đàn chị và Dương Thước. Bộ phim được quay từ năm 2017 nhưng bị đắp chiếu đến tận tháng 7 năm 2019 mới được lên sóng. Trong phim, Yến Tuần vào vai Diệp Gia Thành là chồng của Đế Thời Giảng nhưng vì một tai nạn nên đã qua đời. Mặc dù Đậu Kiều vẫn thể hiện rất tốt vai diễn của mình nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Yêu Em Người Chữa Lành Vết Thương. Cũng trong năm 2019, bộ phim Yêu Em Người Chữa Lành Vết Thương do Đậu Kiều thủ vai nam chính được lên sóng. Trong phim, Đậu Kiều vào vai Nhan Thư Nhân, một bác sĩ tài giỏi chuyên trị những bệnh về tâm thần. Nhưng không ai biết, chính Thư Nhân cũng mắc phải những triệu chứng mất ngủ, lo âu. Bất ngờ, anh gặp lại người yêu cũ là Tôn Thụ, rồi quyết định theo đuổi lại cô. Một bác sĩ luôn nghiêm túc với nghề nghiệp và khá lạnh nhạt với người xung quanh, thì khi yêu cũng trở nên dịu dàng biết bao. Tuy nhiên, đây lại là bộ phim thất bại của Đậu Kiều khi anh không được để ý đến, tỷ suất người xem cũng thấp không cứu vãn nổi. Yến Vân Đài. Một lần nữa Đậu Kiều sẽ có cơ hội tái ngộ với Đường Yên trong tác phẩm Yến Vân Đài. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đậu Kiều trong tạo hình cổ trang và được nhiều fan mong đợi hơn hẳn. Mọi người vẫn còn nhớ hình tượng thế tử Yến Tuần trong Sở Kiều Truyền đã giúp Đậu Kiều nhận được nhiều sự thu hút. Bắt đầu từ năm 2019, tên tuổi chàng Yến Tuần trở nên hot hơn bao giờ hết nhờ thông tin hẹn hò cùng với ái nữ vua sông bài Macau. Từ đây, sự nghiệp của anh cũng bắt đầu nóng lên. Đậu Kiều là một diễn viên thực lực, anh cũng không chịu gò ép mình trong một khuôn mẫu, mà luôn biến hóa đủ dạng vai diễn khác nhau. Thậm chí, để có được cảnh quay lối diễn chân thật nhất, nam diễn viên đã không ngại đến sống ở Mông Cổ 8 tháng để hoàn thành vai diễn trong Totem Sói, hay luyện tập suốt một tháng để có thể trở thành vận động viên đua xe đạp trong Xé Gió. Đổi đời nhờ ái nữ nhà ông trùm song bài Hà Si Liên. Tên tuổi của Đậu Kiều khá chững lại khi những thông tin anh hẹn hò với Hà Si Liên nổ ra. Tháng 4 năm 2019, hình ảnh hẹn hò tình tứ hot nhất nhì showbiz hoa ngữ này đã kéo theo một lượng quan tâm khủng, giúp tên tuổi của chàng Yến Tuần nổi lên như diều gặp gió. Dù không tham gia hoạt động trong làng giải trí, nhưng nhờ nhan sắc ngọt ngào và gợi cảm, Hà Si Liên được truyền thông quan tâm không kém một ngôi sao giải trí. Hà Si Liên có quan hệ thân thiết với các ngôi sao như Trần Tử Đan, Quách Phú Thanh, Châu Kiệt Luân và nhiều lần được mời tham dự các sự kiện đình đám trong làng giải trí trong và ngoài nước. Cha của Hà Si Liên là một trong những tỷ phú nổi tiếng và giàu nhất châu Á. Gia tài của Hà Hồng Sơn lên tới hàng chục tỷ USD và được chia cho 3 người vợ và 17 người con. Tháng 5 năm 2020, Hà Hồng Sơn qua đời ở tuổi 98.
Trong những ngày diễn ra tang lễ của tỷ phú họ Hà, Đỗ Kiều luôn xuất hiện bên cạnh Hà Siêu Liên. Điều này cho thấy vị trí của tài tử Sở Kiều Truyện trong tim bạn gái siêu giàu. Được biết, để chinh phục tiểu thư nhà họ Hà, Đỗ Kiều không chỉ điển trai, nổi tiếng mà còn có trái tim ấm áp. Trước khi trở thành bạn gái của Đỗ Kiều, Hà Siêu Liên từng có mối tình 4 năm với nam ca sĩ Đài Loan điển trai Ngô Khắc Quân. Cặp đôi chia tay vào năm 2015. Ngoài ra, cô còn có mối tình ồn ào với thiếu gia sòng bạc nổi tiếng Hồng Kông, Hoắc Hải Sơn. Thiếu gia họ Hoắc từng từ bỏ nhiều bóng hồng trong làng giải trí để theo đuổi Hà Siêu Liên, nhưng mối quan hệ giữa hai người không được gia đình ủng hộ bởi hai gia tộc Hoắc và Hà có mối thâm thù từ xưa. Mối quan hệ với Đỗ Kiều là chuyện tình gây chú ý nhất của Hà Siêu Liên. Nam diễn viên Sở Kiều Truyện không che giấu mối quan hệ của hai người mà nhanh chóng công khai khi truyền thông phát hiện họ hẹn hò, bất chấp việc anh ở đỉnh cao sự nghiệp và có lượng fan nữ không nhỏ. Đỗ Kiều cũng luôn mang lại cảm giác an toàn cho bạn gái, quan tâm tới cô hơn cả sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình. Được biết, để có thể tới tham dự tang lễ của tỷ phú Hà Hồng Sơn, Đỗ Kiều đã phải dẹp hết lịch làm việc và thực hiện quy định cách ly nghiêm ngặt trước khi được gặp bạn gái do dịch Covid-19. Đỗ Kiều và Hà Siêu Liên thường dành thời gian cho nhau như hẹn hò, du lịch, gặp gỡ bạn bè. Những hình ảnh cả hai đăng tải đều nhận được sự ngưỡng mộ lớn. Đỗ Kiều là một trong những diễn viên trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Các dự án phim cũng nườm nượp tìm tới nam diễn viên, nhưng liệu có phải là cái bóng của Yến Tuân quá lớn khiến Đỗ Kiều không thể vượt qua? Cùng chờ đợi những bộ phim sắp lên sóng của Đỗ Kiều để có thể thấy sự lột xác của anh.